Các bạn đã từng xem và nghe ở đâu đó về cái phương pháp là tách đáy sẹo, cắt sơ sẹo hay là phá đáy sẹo. Vậy thì giữa cái việc cắt và tách sơ sẹo với cái việc phá đáy sẹo, nó là hai cái phương pháp khác nhau hay nó là một phương pháp? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé. Tôi là bác sĩ Minh và bạn đừng quên bấm vào đây để đăng ký kênh miễn phí nhé. Cái mục đích chung của tất cả những cái phương pháp, những cái kỹ thuật là phá, tách hay là cắt đều với một điểm chung là giải phóng cái sự xơ dính của cái da ở đáy sẹo khỏi cái mô liên kết ở phía dưới. Do đó nó sẽ tạo điều kiện cho quá trình phục hồi, lành thương và tăng sinh cái mô liên kết ở đáy sẹo, làm cho sẹo lõm nó đầy lên. Nhưng mà khi mà xét về các cái phương pháp, các cái kỹ thuật làm thì nó sẽ có những điểm khác nhau. Tôi sẽ chia ra hai nhóm để cho các bạn dễ hình dung. Một cái nhóm là cắt hay là tách đáy sẹo bằng cơ học, sử dụng những cái dụng cụ bằng cái kim cắt sẹo chuyên dụng hay là sử dụng cái kim thông thường trong y tế. Và những cái dụng cụ bằng phương pháp cắt tách bằng cơ học này thì nó sẽ luồn vào phía dưới của đáy sẹo, cắt tách giải phóng các xơ sẹo ra. Sau đó thì cái lớp da ở cái đáy sẹo nó sẽ được giữ nguyên, nó đẩy phồng lên. Trong trường hợp này thì cái vặt da ở đáy sẹo nó sẽ được giữ nguyên và cái phần tổn thương ở phía dưới đáy sẹo nó là một cái vùng máu nó sẽ đọng lại, cũng như là cái mô tổn thương nó bị cắt, nó bị tạo cái vết thương ở đó. Và đó là cái quá trình mà sửa chữa hình thành cái mô hạt, sau đó thì tổng hợp cái mô liên kết collagen ở dưới cái đáy sẹo đó. Và cái trường hợp này thì cái đáy sẹo, cái da nó không bị mất đi, nên là cái hiệu quả sau khi cái tổ chức mô hạt ở đáy sẹo nó tăng sinh lên thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao hơn và hầu như nó không bị lõm do mất cái da đáy sẹo đó. Còn cái cách thứ hai thì có thể được gọi là phá đáy sẹo hay là chấm đáy sẹo hay là đốt đáy sẹo đi. Thì trong những trường hợp này, đối với những cái sẹo đáy nhọn, sẹo sâu, sẹo hẹp thì người ta sử dụng cái phương pháp làm cơ học, có thể là dùng những cái đầu kim, rất là nhiều đầu kim, người ta chà, người ta đánh, người ta mài tại vị trí cái đáy sẹo. Sau đó thì đó, vùng đó là cái vùng tổn thương, và khi mà cái vẩy tại cái đáy sẹo đấy nó bong ra thì nó bong kèm theo cái quá trình cái xơ sẹo nó được phá và nó sẽ mất đi một cái vạt da. Hoặc một số kỹ thuật khác như là chấm bằng cái dung dịch TCA vào cái đáy sẹo, dùng cái laser CO2 để bắn, để đốt cái vị trí đáy sẹo, hoặc là dùng cái bút đốt điện, bút plasma để đốt chấm ở cái vùng đáy sẹo đi. Thì sau đó thì cái vùng đáy xơ sẹo nó cũng bong ra và nó kéo theo cái xơ sẹo cũ nó biến đi mất. Và cuối cùng sau cái quá trình mà phá đáy sẹo, cái vẩy đáy sẹo đấy bong đi thì nó lộ ra một cái mô màu hồng ở vị trí đáy sẹo, cái sẹo cũ ấy, nó chính là cái mô hạt màu hồng đó. Và sau đó thì cái quá trình tăng sinh cái mô hạt đó nó được diễn ra liên tiếp. Và sau cái quá trình, cái buổi đầu tiên cắt chấm phá đáy sẹo thì chị cũng sẽ tiến hành là kích thích cái cảm ứng collagen, lăn kim hoặc phi kim hoặc là laser CO2 đốt xuống cái vị trí mà mô hạt đáy sẹo đó để kích thích nhằm tăng cường, tăng sinh cái quá trình mô hạt collagen ở vị trí đáy sẹo đó, và dần dần nó cũng sẽ đầy lên. Vậy thì có sự khác nhau giữa hai cái phương pháp là cắt và tách đáy sẹo bằng cơ học nhưng giữ nguyên vạt da, và cái phương pháp là phá đáy sẹo hoàn toàn đi. Cả hai phương pháp này thì đều là phương pháp được sử dụng nhiều và nó sẽ tùy thuộc vào cái loại hình sẹo của các bạn, là sẹo đáy rộng, sẹo lòng, kích thước sẹo lớn hay là sẹo nhỏ, hoặc là một số cái trường hợp sẹo đáy nhọn, aspisca, sẹo rất nhỏ không thể cắt được thì buộc là phải dùng cái phương pháp là phá đáy sẹo. Đó là những cái chia sẻ của tôi về cái phương pháp là tách giải phóng đáy sẹo bằng hai cái nhóm là giữ nguyên vạt da và không giữ cái vạt da ở đáy sẹo ở lại. Hy vọng là bạn hiểu thêm một phần nào đó về cái phương pháp là cắt, tách hay là phá đáy sẹo trong quá trình các bạn điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm. Chúc các bạn có thể là chọn được một phương pháp điều trị sẹo rỗ an toàn, khoa học và hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ.